Dạ không. Anh đã ly hôn, con anh thì du học ở nước ngoài, chỉ còn một mình anh thôi. Vậy anh sống một mình à? Anh có buồn không? Có lúc này lúc khác. Thường nghệ sĩ có vợ con bên cạnh nhiều khi cũng bất tiện thiệt, nhưng cũng nhiều khi buồn lắm. Nhậu xong giải tán, mình về với bóng mình lẻ loi. Bây giờ em hát thử cho anh nghe một vài câu được không? Dạ. Dạ anh đệm đàn giúp em. Dù trong được chưa anh? Thôi em về đi. Để anh ra đó lái xe đưa em về. Dạ. Em chào anh về. Cảm ơn anh. Em vô nhà đi, lúc khác mình gặp. Ừ, bye anh. Cô khỏe không? Trời ơi, con nhớ nhà quá. Anh đây. Em rảnh không? Dạ rảnh. Có gì không anh? Anh đợi em ở quán cũ nha. Dạ. Con Phương nó về rồi kìa. Con. Má. Má. Sao con về trễ vậy con? Máy bay bị delay má ạ. Trời ơi, sao má gầy quá vậy? Thôi má nằm nghỉ đi má. Nằm hoài má cũng mệt con à. Ủa, rồi cái chị chăm sóc riêng của má đâu ba? Má con mới cho nghỉ nữa rồi. Để con. Má gọi con về đột ngột như vậy chắc con buồn lắm hả con? Dạ không đâu má. Thôi đừng có nói dối má nữa. Nhưng mà con còn nhiều cơ hội mà con. Má bây giờ Má. Má bệnh như vậy không có ra công ty được. Con hãy về nghỉ ngơi một thời gian rồi ra giúp cho ba. Dạ, nhất định con sẽ cố gắng làm cho thật tốt má. Ông thấy không? Mới có mấy tháng mà nó trưởng thành lên rồi đó. Má.
Hôm đó em với anh đi chơi vui quá trời. Hôm nay em không có nhậu đâu. Nhậu với anh nhiều em thành con nghiện mất. Không, hôm nay em phải uống với anh mới được. Sao vậy? Ông Phương mới về. Má cô ấy bệnh, cô ấy về chăm sóc má. Anh mới ra sân bay đón cổ. Thôi em về trước đây. Ừ, sao vậy? Thì em trả anh lại cho bả. Thư à, em biết tình cảm của anh mà. Vậy em cũng có tình cảm với anh, đúng không? Vậy thì sao chứ? Uống đi em. Dạ. Thịnh ơi. Thịnh ơi Thịnh. Dạ. Nhanh lên ra đây. Con dạ. ơi, báo đang về con nè. Nè. Trời ơi, cả nước bao nhiêu triệu triệu người chứ có bao nhiêu người được lên báo. Gì vậy má? Chết rồi. Chết rồi. Hả? Chết con thật rồi má. Vậy? Gì vậy? Thịnh, Thịnh, Thịnh. Gì vậy con? Chuyện gì vậy? Hả? Người ta khen con mà lại chê trách mấy người có chứ có quyền trong công ty của ảnh đó má. Vậy thì sao? Vậy thì không có lợi cho ảnh chứ sao? Cô ơi, cho tôi hỏi, cô Hân có ở đây không cô? Cô ấy vừa mới đi công tác ở Phan Rang rồi anh. Nếu mà anh tới trước 10 phút thì sẽ gặp được cô ấy rồi. Mà có gì không anh? Cô Hân viết bài báo về công ty chúng tôi, nhưng mà trong đó có những điều không đúng sự thật. Tôi muốn tòa soạn nó chính lại thì gặp ai hả cô? Nếu có gì thắc mắc, anh viết đơn gửi cho phòng bạn đọc. Được rồi, cảm ơn cô. Không có gì. Anh Thịnh. À. Em nói cái này. Giám đốc nói anh lên phòng giám đốc có gì gấp. Có chuyện gì vậy anh? Chắc là do bài báo. Sáng nay em đọc báo chưa? Chứ, bài báo gì vậy? Bài báo với về công ty của mình. Nhưng mà anh không có lỗi. Thôi, anh lên phòng giám đốc đi. À, bác, mày có rảnh tao nhờ mày chút chuyện. Tao đang bận. Giám đốc tôi có mặt. Tôi muốn trình bày để giám đốc hiểu. Cậu không cần nói gì cả. Tôi rất bận. Hôm nay cậu nghỉ. Cậu về viết tường trình thật tỉ mỉ về bài báo này. Lý do tại sao có nó, động cơ là gì, rồi sáng thứ hai nộp cho tôi. Dạ thưa. Thôi, cậu đi đi. Anh Thịnh,
thầy luôn vậy. Xe ra cửa thì có một cô gái trẻ đến gặp tôi với lời giấy giới thiệu của báo Công Nhân Trẻ. Như ổng nói bên đó có đàn hả? Thật gì hả chú? Ổng sợ gì ai mà không dám nói thật chứ. Nhưng mà đến nhà ổng ấy cháu thấy. Cháu sợ cái gì vậy? Cháu không sợ. Vậy nhưng mà thôi vì công ty cháu nên chiều ổng một lần đi. Thôi nên vậy thôi. Thôi cháu cứ ra đi, xe em ta đứng đợi ngoài cổng kìa. Mình không tự trượt chân thì cũng không thể nào ngã được đâu. Ngã giống dài hiện ngập đó hả chú? Người ta thường ngã khi mà thực sự người ta cứ nghĩ mình không ngã được. Nếu không có như vậy thì mấy cha nhà văn lấy đề tài đâu mà sáng tác. Dạ.